lại là mấy anh em mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay mình đổ gió mình lên gãy của cha mình nè. Đây, phong cảnh rất là hữu tình luôn các bạn. Gần Tết rồi mà giá dưa leo nó rất là rẻ luôn các bạn, cho nên là mấy ngày hôm nay cha mình không có bẻ nữa. Thì hồi đợt trước á, cái đợt mà giá dưa rẻ các bạn, có rất là nhiều bạn vô ý kiến là tại sao không có bẻ đi hái từ thiện. Tại vì một phần nữa là cha mình lớn tuổi ở đây nè các bạn, ngâm nước sáng khuya cha mình phải hái rồi, ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều, với lại không có ai nữa, có mình hai với cha mình thì hái lúc đó thì rất là mệt đó các bạn. Rồi cho nên đúng rồi, không có thời gian nhiều. Rồi đợt này gần Tết đó các bạn, giá rẻ nó, cho nên là cha mình lại bỏ nó rồi. Nếu mà hái mà cho từ thiện các bạn, phải bỏ công sức mình ra hái với số lượng rất là nhiều, rồi phải thuê xe chuyên chở nữa. Nói chung là những ai mà làm nghề nông á, thì trong hoàn cảnh của cha mình á, thì mới biết được nó như thế nào nha các bạn. Nhiều khi á, các bạn nhìn nhận thì sẽ không có thấy rõ được phía bên trong đâu. Chỉ những người mà trải qua rồi, nằm trong cuộc á, thì người ta sẽ hiểu. Thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho mấy anh em mình để có động lực để cố gắng thật là nhiều để cho cha mình nó bớt cực khổ về cái nghề làm gãy nha các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng thật nhiều để cho cha mình nghỉ làm gãy để bớt cực nha các bạn. Thì sáng ngày hôm nay sẵn đây thì mấy anh em mình sẽ thu gom mấy cái trái dưa leo của cha mình ế nè các bạn ăn luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ đi hái dưa leo. Bà này bả hồi nãy bả bẻ mấy trái dưa leo bả quất dưa ớt nè các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ đi hái dưa leo để vô mình sẽ chiên xúc xích ăn tại ở đây luôn nha các bạn. Hơi bị thèm nha. Bây giờ mình sẽ đi hái nha các bạn. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày mình hay, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ let's go. Đây các bạn ơi, dưa leo của cha mình mấy bữa nay cha mình không có săn sóc nữa. Tại vì cha mình nó trồng không có phân thuốc á, cho nên là lá dưa nó xấu quá à. Đó. Trái thì nó cũng không có được đẹp nữa, nhưng mà chất lượng nha. Rồi, hái thôi. À dạ, xu một trái mới vô gỗ nha. Trời ơi. Tên tên tên. Dưa. Dưa. Đây em đi nghiên cứu rồi, đi lại đây chỉ cho tới dưa này nè. Đây đây, trái dưa đây. Đây. Trời ơi, trái dưa cha bỏ một đêm là nó như thế này nè. Thủ lỗ trái nữa nè. Nè nè nè, đây ăn bước nhanh thôi vậy, đúng là nghề của khác. Các bạn ở gần đây, các bạn nào muốn ăn dưa leo thì cứ lại đây liên hệ với mình tặng luôn. Dưa leo còn có 1000 ký rồi các bạn ơi, mà hái rất là cực luôn. Mà trái dưa xấu á các bạn. Chứ dưa xấu á thì dưa leo bà không vừa cái gỗ luôn. Chứ dưa leo xấu thì có khi là mấy trăm đồng nữa. Người ta không mua dưa leo xấu, lúc này xấu hình như bỏ nữa. Luôn là không mua luôn. Các bạn hái mà 12 giờ khuya, các bạn nghĩ đi, 12 giờ khuya cha mình phải trần mình xuống nước để lội á các bạn. Bẻ rất là cực. Ngon quá luôn các bạn ơi, mình muốn ôm hái về. Hái mấy trái non non ăn luôn. Hái mấy trái non thôi, mấy trái kia bỏ luôn đi. Đúng rồi. Đúng quá, trồng cực khổ các bạn, trồng cả tháng hả? Cha trồng tháng rưỡi hả anh? Mà lên rồi tới là có trái, trời có trái, còn có 1000 ký. Buồn. Ủa dưa leo. Trời ơi, chép nuốt. Dưa ngon rồi nè. Dưa nè, anh làm gì ngon mà tới dưa em. Trời ơi. Ơi. Tới dưa làm gì ngon mà tới dưa này. Trời ơi, ngon không? Ngon. Làm gì vậy? Ngon. Nói chung là cha mình trồng dưa sạch không rồi các bạn, cho nên là trái nó không có được đẹp nha. Bởi vậy người ta mua giá thấp lắm, còn cái vua anh ơi, ổn thấy thế nào cũng muốn hái hết. Hay. Mà gai nó đâm tay quá đó. Quá là ngọt. Hái. Ồ trời đất ơi. Nhưng hồi hái về cho Bim Bim ăn coi. Dưa leo đùm đeo luôn. Quá trời trái luôn. Thấy cũng đẹp lắm chứ bộ không phân thuốc nè. Trời ơi. Cái này là cũng đẹp lắm á, ra chợ bán thì rẻ chứ tới hồi mình mua lại thử coi. Cái gì của mẹ làm bì bún ăn mới được. Anh hái là khỏi chơi luôn á. Ôi mà. Sao nhiều quá vậy? Trời ơi, có ăn dưa leo. Ê, con kia con quả đen. Con quả đen. Quay qua là thành quả hồng. Nắng quá trời quá đất quá à. Trời ơi. Chú quần. Miệng rồi nha. Cái gì ngon với thử. Chứ dưa lúc này là không có phân thuốc mà cũng chẳng có nước luôn. Khô nước, chết khô luôn. Nhưng mà dưa leo ngon không? Ngọt ngay, giòn khấu không? Thấy dưa nè. Dám hái một cái đau, 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 đau. Chưa. Em mới dám hái. Nè, ăn cái dưa này. Cái đợt mà vô giá là nhiêu ký? Mười mấy ngàn một ký. Mười mấy ngàn một ký. Nó.
Có cái gối ôm. Quá trời. Alo. Alo, alo. 1, 2, 3, 4 alo. Bim bim khóa dữ à. Đây đây. Thằng nào láo láo chọi cái trái dưa leo chết luôn á. Thằng nào láo láo chọi cái à. Quá dữ dằn. Thôi nhiêu đây được rồi, giờ mình đi vô đi. Đói không? Được không? Được, được. Đây chị ôm tới dưa bự cho. Ủa? Đầu hỏi chi vậy? Đúng không? Trời đất ơi, bái chấm muối mà ăn kìa. Làm, làm. Anh hai đi hái nữa rồi các bạn ơi. Anh hai hái về làm bì bún cho mẹ ăn. Anh thành. Chuẩn bị bếp. Em bây giờ sẽ bỏ còn vô. Hỏi. Nó cài á. Ăn dưa leo cho dữ vô. Ngon quá. Chấm muối. Ngọt ngay luôn á. Vô ngụm à. Then thì ngày hôm nay mình đi ruộng mình có đem theo nguyên một bịch xúc xích xông khói luôn nè các bạn. Thì cái này mình đã rửa sạch rồi nha. Rửa sạch bỏ vô bọc và mang theo nè. Thì là xúc xích xông khói. Chị Hiền lên bếp. Hột quẹt không? Có. Hết rồi. Đây 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 cái hột quẹt đây. Hôm nay mình bỏ vô cái vỏ thần kỳ. Chém chút tới vậy thời nguyên thủy hay kiếm cục đá rồi đó. Không? Trời ơi, bà này hết hồn. Cháy rồi, cháy rồi. Lên. Lấy gì vô ăn đi chị Hà, bỏ vô, vô ăn vô. Chiên phải không? Dạ. Lên chiên xúc xích ăn với lại dưa leo của cha mình nha các bạn. Mà xúc xích đây. Hết hồn tưởng trời. Để lên đây cho nó xẹp. Xúc gà chiên này mình đã rửa sạch rồi nha. Xúc xích xong khói. Cắt cắt nè. Kiểu kiểu đi chứ. Dầu sôi chưa? Thử coi. Rồi đó. Dầu sôi lắm. Có nghe cái xèo mà. Bỏ vô. Đó, rồi bỏ đi hơn hồi nó văng lắm. Để hứng. Đó. Để cầm dưới đây luôn. Cầm đi cho dễ. Chiên lần mấy cây? Chiên thì nó bít chảo thôi. Ok. Bên đây cục nữa được rồi. Đây chị thần thánh lắm chứ bộ. Ghê ghê. 2, 4, 6, 8. Yes, Sarah. Né nha, né nha. Bung lên này nè, nhanh ha. Đúng rồi, chở rồi. Chuyển mình nhanh lắm á. Ý, nó sẽ lộn. Là xuống. Bị gọi là gì? Quên. Miệng Tết hả? Miệng Tết. Wow, đẹp chưa? Nè. Ai mà cắt đẹp dữ trời. Ôi em à. Đây nó chín rồi nè các bạn ơi. Hai cây này vàng rồi nè. Được không? Được. Thử vô đây cho nó wow, thấm dầu thấm nha. Thôi ăn béo lắm. Ăn này luôn. Được chưa? Vậy đó. Wow. Ăn này bỏ xuống. Chín rồi đây. Vô đi. Trời ơi. Hai anh chị thì cũng muốn ăn nữa nè. Quá trời rồi. Gọi là hãm hố á. Đi rửa thôi. Đi rửa đi leo ăn. Quá xá, quá xá cái trận này rồi. Wow, rồi. Mười mấy ký rồi nè. Có 20 không anh? Chưa nay ăn cơm luôn. Đây giờ anh hai mình lựa mấy cái trái nhỏ ăn rồi các bạn ơi. Mấy trái sớm mấy anh em mình đi hái, anh hai em chịu ơi, ăn mấy trái nhỏ nhỏ mình mới kê. Mình giờ mình có dưa nhiều mình làm gì? Ăn cho đã luôn. Trời ơi, cái cầu che. Cầu che lắc lẹo, gập ghềnh khó đi. Ôi, nhẹ nhẹ thôi nè, nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ mới đủ nước. Nó em bỏ ở trỏng rồi. Mệt quá, nực, thấy vô mệt quá nè. Vậy là không còn gì để chê nữa. Thôi, anh ơi, xịt màu. Có người ta lại chê cái dưa màu, giờ màu này màu xanh vậy. Ngon quá. Người ta có màu phấn phấn giùm chị, cái dưa xanh đâu. Em cũng có cái dưa xanh. Có cái cầu đã quá ha. Xe đóng này để đẩy chiếc xe. Đẩy chiếc xe qua đây còn đẩy dưa đi là. Thanh 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 thanh.
xong rồi, bây giờ mình đi ăn thôi bà con cô bác ơi. Chị chờ á. Ngồi xuống lẹ lên. Trời ơi, cái cậu của cha rồi nè. Tôi ghét không? Ai làm sức vậy? Tôi ghét không? Thấy chậu ngồi như như đi nhà xí vậy. Anh mới đá sức thì cậu cha chứ ai chết. Đó hả? Được, như vậy không có được. Em màu hồng vậy để cho nó nổi coi. Mệt quá à nó. Đang ngặn ỉa, đang ngặn ỉa. Hắn tới rồi, nhanh lên. Chụp hình xấu quá nè. Ai biểu kêu ra giữa đường rồi. Cầm cái chén mũi lên nữa. Ai hút gì mà. Ơi, ăn ngoài đường ngoài chợ luôn. Ngồi giữa đường giữa xá luôn. Vô đường vậy đi chó ngon, nó gãy cái cây cột của cha đó. Gãy cầu cha. Đút vô anh, đút vô. Vô chưa? Vô rồi, hộc vô. Hộc vô. Mạnh vô. Đẩy mạnh vô. Đẩy mạnh vô nữa. Xịt má mũi luôn. Rồi, được rồi. Đây, thưởng thức thôi nào. Anh hai quốc đi, anh hai nó bụng quá các bạn ơi. Nhem nhem nhem. Quốc đi ngoài rồi. Đồng đói quá. Tay mình rửa sạch rồi nha các bạn. Tay anh hai mình thấy vô cho nên nó hơi bạc màu, các bạn thông cảm. Nó bị dính mũ thôi à. Chạy nước miếng. Trời ơi, tay kia cầm coi. Cái leo trời nó điệu quá. Thứ nào chịu nổi. Cứng gắn lên coi trời. Mời các bạn nha. Cắn vô. Trời ơi. Ngon. Đưa đùi đi cái coi. Trời ơi. Thứ gì chịu nổi. Chị Hèn quốc đi chị Hèn. Trời ơi. Trời ơi. Đi hình hai nè, lè lưỡi luôn nè. Mời các bạn nha. Cầm đi vô đâu. Nè nè, cái đùi nè. Quá đã rồi các bạn ơi. Dưới đây nước này cẩn thận nha, có gì xuống đây luôn. Hèn đây nè, tới lượt mình nha. Chấm gì vô? Hơi mạnh tay vào. Mời các bạn nha. Mời các bạn giọng nha. Ơ lộn, mời các bạn ăn nha. Ngồi đây thật là dân. Ê ngồi. Ê. Ngồi đây dân giả ghê ha. Ôi, chấm với chấm gì nè. Ăn chấm vô leo. Nè. Giòn nữa, giòn. Đúng rồi. Chả. Ngon hơi nắng à. Người thích không? Thích chết. Nóng mà. Nó giòn. Rồi chết cá đừng chị mày. Ngon quá. Dưa leo ngọt quá. Ngon quá luôn các bạn ơi. Có bụng hả? Nó cay nhưng mà vẫn mất chấm nha. Ừ. Dưa ngon mình chạy hả? Nóng quá hay mình chạy vô trời á. Đi về hả? Về nhà. Đúng rồi. Mát quá trời. Nó mà bị đau bụng ngọt á. Ngồi ăn bữa nay về nó bung luôn. Ăn đồ chiên nữa. Tiếp đi. Tiếp đi. Để này đi. Đó, cho gần. Ăn giọng đi anh hai. Giọng vô. Em giọng đi em. Giọng vô. Mời các bạn nha. Cái dưa này nó ngon quá. Mà cứng lắm con á. Người ngon với nước á. Rất là giòn. Vừa chết thuốc mà vừa chết nước nữa. Quá trời ngon luôn. Nước quá. Vừa leo ăn như thế này, xúc xích này đúng luôn á. Xúc xích không khói. Các bạn ở gần liên hệ cho vừa leo. Vừa bẻ thở hít. Cứ lên bẻ thở hít. Ngày mai nhưng mà tự bẻ nha. Xin thông báo các bạn ngày mai cho mình cuộn vàng, các bạn tranh thủ nha. Các bà 7 giờ mới đăng clip này. Các bạn nào 12 giờ cứ tự nhiên. Thôi các bạn, nấu vô. Các bạn gần gần là cho thiệt á chứ không phải cho đâu. Thì sớm có hai cô hái về một bao luôn rồi. Nhiều lắm. Chầm sớm cho cũng hơi nhiều á các bạn. Mà có thời gian hái thôi, ai ăn thì lại tự hái. Nhưng mà mình ở quê các bạn, ai nhà ai cũng có hết trơn, người ta hái cũng ít à. Ngon quá. Rất ngon quá. Ăn quá trời ăn luôn. Với lại đói nha, thấy vừa đói nè. Quá trời ngon.
Ăn tới cái màu luôn á. Nó cay. Nó vừa cay nhưng mà nó ngon. Không có biểu được. Ngon, cái này rất là ngon, rất thích ngon thịt. Cái này cứ xích gì? Không xích rồi, xuống khói. Ngon quá. Mày ra làm cái xích xong để xuống khói này không hả? Phê. Ừ, phê, một ngọt đâu đưa đây. Nói đi hai chị em. Chấm chấm chấm. Vô leo của cha mình các bạn. Cái nước miếng. Bye bye. Cái bụng nè. Mời các bạn nữa nha. Mình mới quay mà cũng làm hết hả? Đúng rồi. Ủa nó nhiễu nè. Ok. Chưa ngọt ra ha. Quá sao ngọt. Quá miếng dừa. Nói bạn nha. Nó giòn á. Ây da, bơ bột ngọt chứ. Nó hôn người em á. Em cố gắng ra né cái bột ngọt mà. Em nghe nó làm mà hôn người em luôn á. Hết hồn. Bung nút chưa? Chưa sao? Em mà thấy là chảy máu con người em nó cũng hôn nè. Ngộ vậy á. Vô. 2, 3, vô. Vô. Thằng ăn thừa cắn không giữ chứ. Đây nữa đây nữa đây. Đã quá đã. Ăn hết cái mầm luôn rồi. Này xà lách ế. Cái dưa leo. Mấy bữa mà hồi lúc mà bán được giá mấy anh em mình không có dám ăn đâu các bạn. Để cho cha mình bán. Tại vì cha mình chồng cực lắm. Mà mỗi khi mà bán rồi á, hết mùi dưa là lúc mà mấy anh em mình ăn á, là chờ lúc nó lên ngọn á các bạn. Dưa tàn. Đúng rồi mới dám ăn. Tại vì cha mình chồng rất là cực á, anh không có dám ăn để cho cha bán. Ngon quá. Rồi. Ăn quá trời ăn. Cái dưa ngọt ha. Đúng rồi. Nhưng mà mình không thích ăn dưa nó còn tốt như vậy đâu. Để cho cha bán hết. Đúng đi rồi. Mình thấy ăn dưa lên ngọn các bạn. Lần này là bán không được các bạn ơi. Nên mới có dưa ăn. Không hết điều này. Chúng ta không hết điều này. Cái gì anh đổi vậy? Trời ơi. Lấy chân ạ. Nó hát cũng dưa luôn mà. Hát cũng dưa, hát dễ, xúc xích. Tớ tơ ngồi phải có độ nghiêng. Người gì mà bị nhỏ một nhọt hoài. Hỏi dơ. Không phải dơ. Háng nó mới tắm lần các bạn. Mình ngày mình tắm 3 lần, nó háng nó mới tắm lần. Không hề nha. Cho nên các bạn thấy nó nổi một nhọt hoài. Phù phép ngàn. Mỗi lần nó ăn đi. Chuyển cái xương này qua cho chị Hèn. Ngày mơ em giá cho hai bàn tả của bà nổi hai bụng. Hai bên là nằm không? Khó ngồi luôn. Khỏe. Nằm sắp á. Ăn cũng đứng. Làm gì cũng đứng. Đứng cái nằm mà không ngồi được. Ăn dầm ngồi có nửa bên là. Nó cay quá, nó bông con mắt luôn rồi. Ngon. Ngon. Dưa leo còn khóc rồi. Hai hái về Tết ăn với hành heo kho rượu. Cần đá hả? Hái nữa. Bỏ thôi. Nhưng mà không ăn nữa đâu. Rồi. Có hiện tượng đau bao tử. Ừ. Bao tử em biết là yếu. Nãy giờ ăn dưa bị nhiều. Hồi nãy mới lên là đã dứt 3-4 trái rồi. Chưa đâu có chua đâu. Nhưng mà trái cây nhiều. Có chất trái cây á. Chất trái cây. Nhớ chùi với nha. Nhớ uống chùi với nha. Chùi với. Chưa từ từ chứ. Cay quá chùi với. Chưa. Chừa miếng gì?
Ê, ghét quá nhà chơi mà uống nước không xong. Ngon mà cao quá không? Chị hay uống giọng đi. Các bạn nghe nó nói như vậy á. Dạ. Mình phải giọng thôi. Quá là no nê luôn rồi các bạn ơi, ăn đầu tóc bù xù luôn rồi. Cài quá, cài lông mắt luôn. Thôi bây giờ mấy anh em mình sẽ tiếp tục hái dưa về để cho mẹ mình ăn Tết nữa các bạn. Để làm dưa kiệu, dưa mắm, dưa muối rồi canh dưa leo. Hái dưa leo về mà làm dưa kiệu. Thôi lộn. Dưa leo ngâm giấm, dưa leo muối rồi dưa leo nấu canh, dưa leo xào. Nói chung là Tết này cả gia đình mình ăn dưa leo là truyền thống nha các bạn. Nói chung là nhà chồng gì ăn nấy nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mấy anh em mình nha. Nếu thấy hay nhớ để lại một like và nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy anh em mình nha các bạn. Và bây giờ, bye bye. Bye bye.